Alo, xin chào anh em nha. Hôm nay shop phụ tùng xe máy Quốc Thắng mình tiếp tục giới thiệu cho anh em thêm một sản phẩm đến từ thương hiệu Sun Racing, thương hiệu sản xuất phụ tùng đồ chơi xe máy tại thị trường Việt Nam. Thì hôm nay cái sản phẩm mình sẽ giới thiệu cho anh em, đây là cái sản phẩm đó là trọn bộ cái tông bạc 54 cái đầu cao giả nén, dành cho anh em đang chơi các dòng xe là hai van như quay rim cúp 67 Sirius Jupiter. Thì giá trọn bộ cái trái bê tông 54 đầu cao giả nén này mình bán là 250.000 một bộ. Nó sẽ bao gồm là bê tông, bạc, ắc bê tông và phê gài bê tông ha. Đây là trái đầu cao ha. Hàng rất là sắc nét nha. Độ bền thì ok đó, tại vì đồ Sun Racing thì anh em cũng biết rồi, chất lượng đã được khẳng định tại thị trường Việt Nam rồi, qua tất cả những cái sản phẩm đang bán cho anh em chơi xe độ tại thị trường Việt Nam mình. 250.000 cho bộ bít tông bạc 54 trái đầu cao, dành cho anh em đang chơi dòng xe quay rim cúp 67 Sirius Jupiter. Nói chung là hại máy hay van xài ok, trong cái tầm giá này thì xài gọi là ngon bổ rẻ. Hàng gia công rất là sắc sảo, chi tiết nhôm khi mà đã được gia công lên anh em thấy không, rất là bóng bẩy. Thì những bít tông mà nó làm từ nguyên liệu tốt á, thì nó khi mình gia công lên vậy nó mới được những cái màu sắc như thế này nha anh em. Bít tông này nó làm theo cái form của trái nén phin ha, y chang luôn. Nhưng mà cái này là bê tông giả nén, không phải là bê tông nén nha. Bê tông nén thì phin nó giá nó cao nha anh em, 750.000 cho một bộ bê tông phin. Em vẫn có bán luôn. Thì tùy vào cái túi tiền của anh em nào muốn có đầu tư chơi bê tông xịn thì bỏ ra 750.000. Còn nếu mà anh em trong tầm giá gọi là ngon bổ rẻ, xài ok chất lượng thì mình mua bê tông này là xài được rồi nha anh em. 250.000 cho bộ bê tông 54 Sun Racing. Em có nhu cầu alo em qua số điện thoại là 0933 996 332 ha, số phụ tùng xe máy Quốc Thắng.